Cái miếng lúa này của anh hai mình nha các bạn, nó bị sét đánh một lỗ nè các bạn. Hồi nhờ, hồi lúc mà lúa đón đồng xong bị sét đánh xong là nó chỗ không nổi luôn nha các bạn. Hôm bữa thì trời mưa giông gió rồi lớn thì là trời gầm mà có sét đánh mà ngay chân nó vàng giống như xịt thuốc cỏ vậy đó, và bây giờ nó không chỗ nổi luôn nè. Này lúa xạ nha các bạn. OM18 xạ bữa 27. Bữa nay mời cũng 70.000. Chỗ đều nha các bạn. Khi lúa nó chỗ đều khoảng 80%. 80% số bông mà nó chỉ 1 giờ là mình có thể phun cái cử thuốc chỗ đều được nha các bạn. Cái bông lúa chỉ 1 giờ thôi các bạn. Mình thấy 80% số bông mà nó ngã 1 giờ vậy là mình phun được rồi đó. Thì tối qua cũng có một đám mưa lớn nha các bạn. Thì những đám mưa đêm như vậy thì vi khuẩn nấm bệnh phát triển. Lúa này cũng cao nữa các bạn, tầm 1 mét. Thì miếng nền hai mình cũng tiến hành là bón phân đơn. OM18 mà bên đây là 5451 cũng bón. Lúa này trúng nha các bạn, kẹo bông hết mà dàn lúa cũng cao nè. Hầu như trên OM18 cái vụ thu đông này là miếng nào cũng có trái bì lá hết. Tùy vào cái cách chăm sóc của mình mà cái hiện tượng trái bì lá nó sẽ diễn ra ở cái giai đoạn nào. Ví dụ đối với miếng lúa này của anh hai mình thì là cái trái bì lá là nó cháy lá cờ nha các bạn, có nghĩa là nó sẽ diễn ra cái giai đoạn sau. Có nghĩa là anh hai mình ảnh phun thuốc trái bì lá cái giai đoạn đồng thì nó không bị, mà nó bị giai đoạn chỗ sẹt không bạn, thì nó cháy lá cờ. Thì do là cái miếng đất này nó cũng khuất gió thì nó cũng đỡ hơn. Và nó cũng ảnh hưởng tới năng suất nữa. Đối với vụ ba mà với những cái giống mà nhiễm vi khuẩn thì mình phải cần chú ý đến vấn đề mà cháy bì lá vi khuẩn. Do cái vi khuẩn là Santomonas này. Nó có hai dòng. Santomonas aegypti. Thì cái vi khuẩn Santomonas này nó gây hại trên cái lá, là trái bìa lá, xong á là nếu mình mà không quản lý tốt nha các bạn thì đối với cái vụ thu đông này thì không có nhện vé thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn lại vụ hè thu. Đối với Santomonas này, cái vụ hè thu thì cái ông nhận vé thì ổng sẽ là dẫn đường cho cái vi khuẩn lép vàng nha các bạn. Thì cái vụ ba này thì nó cũng sẽ tiếp tục, nhưng mà cái
cái sức mà nó gây lép vàng so với cái vụ hè thu thì nó sẽ thấp hơn, nhưng mà vẫn có. Santonax này nó gây cháy về lá xong là nó gây lên cái bệnh là lép vàng trên bông luôn các bạn. Thì nó tấn công lên bông luôn nếu mình không có quản lý tốt nó. Thì đối với cái vi khuẩn Santonax này thì mình nên quản lý cái bệnh cháy về lá vi khuẩn thì vào giai đoạn là chỗ sẹt và chỗ điều các bạn. Thì bây giờ là giai đoạn này là cái hình thành bông như vậy là mình xác định nó là chỗ điều này các bạn. Mình nên phun lặp lại vi khuẩn một lần nữa. Nếu mà thời tiết có mưa này nọ thì mình kèm với thuốc đậu ôn thì mình nên dùng thuốc đặc trị. Còn nếu ví dụ như thời tiết nó thuận lợi thì các bạn có thể phun cái thuốc phổ rộng. Ví dụ như Amitatop thì mình không cần phải phun thêm thuốc trị đậu ôn nữa các bạn. Tại vì nó là thuộc cái dạng phổ rộng. Nhưng mà khi mà cái áp lực bệnh đậu ôn cao thì mình nên phun những loại đặc trị như ví dụ như Filia hoặc là Bim Mỹ các bạn. Để mình phòng trị. Rồi, chúc các bạn quản lý sâu bệnh tốt để có năng suất trong vụ thu đông này. Chào các bạn.